Rồi, hello, xin được chào các anh chị các bạn đến với chương trình Mỗi Ngày Ý Tưởng Đầu Tư, và mình là Thịnh ATP đây. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục không phải là gỡ rối tay lọc, mà chúng ta là đến một cái tiết mục là tìm điểm mua, vì mình nhận được khá là nhiều cái lời hỏi han hay là những cái lời cần tư vấn là bây giờ anh đang còn lượng tiền mặt quá nhiều, anh còn đâu đó tới 70% tiền mặt, 60% tiền mặt mà mình lại không có một cái mã chứng khoán nào trong người hết, thì cho điểm để mình mua thăm dò. Thì thấy theo yêu cầu đó, mình nghĩ là một số anh chị em đây cũng có cần cái nhu cầu đó, thành ra mình sẽ làm cái clip này thôi. Ở nơi nào có nhu cầu thì ở nơi đó sẽ có lời đáp ứng. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai con có cấu hình khá là giống nhau để chúng ta có thể là chúng ta mua bán theo cái kiểu là lọt sàn còn nia, đó là hai con FTS và con VND. Con FTS bây giờ thì nó có một cái hỗ trợ là vùng hợp lưu hỗ trợ khá là chắc của liên hợp, của khung tuần, khung ngày và khung tháng luôn đó. Nó là ở cái vùng là từ vùng giá 29.5 cho tới vùng 30.5, một cái vùng khá là chắc chắn, và mình nghĩ vùng này là có thể chống chịu được khá tốt với thị trường. Bây giờ mình không có điểm nào mua thì trước mắt chỉ cần một cú đỏ nhẹ thôi ở quanh cái bây giờ mà là 33.15 đúng không, thì chỉ cần một cú đỏ nhẹ khoảng đâu là 32.8 32.7 thôi là chúng ta đã có thể là nhặt thăm dò của FTS được rồi nha. Một mã thì chúng ta cơ cấu đâu đó khoảng chừng 20% tỷ trọng tài khoản, thì con này chúng ta có thể nhặt 1/3 của cái phần đó, tức là chúng ta có thể nhặt khoảng 7% tỷ trọng tài khoản đó, ở cái vùng đó 32.7 và 2.8 này ta nhặt trước. Nếu mà có một cái sự kiện gì đó nó hơi biến động, hơi ảnh hưởng tâm lý chung, rồi thị trường liên tài chính toàn cầu gì đó, thì có thể là chúng ta có tạo cái đáy rất khá là sâu đâu đó khoảng trở lại vùng 150 160 đó chẳng hạn, đúng không? Còn nếu thị trường bình ổn thì vùng này nó cho tích lũy đi lên luôn. Còn nếu mà quét sâu á thì con này có thể quay trở lại được cái vùng giá 30. Nếu có vùng giá 30 chúng ta có thể chúng ta nhặt thêm. À, nhặt thêm nữa luôn á, chứ không phải là chúng ta sẽ bỏ chạy đâu nha. Không bỏ chạy đâu. Cái vùng lưu ý nếu mà yếu á, nó phải mất cái vùng là 29 thì thực sự gọi là yếu. Còn giữ trên 29.5 30 thì chúng ta cứ giữ bình thường thôi. Thị trường sẽ rung lắc, sẽ tích lũy, ta tích lũy gì đó, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ hướng lên mục tiêu, và mỗi con này đều còn dư địa đi ít nhất là từ 20 đến 25%, nên nhớ dư địa của nó tới cuối năm nha, còn khá là nhiều đó. Và tới con VND, về VND cấu hình cũng gần gần tương tự, có một cái nền hỗ trợ cũng thực sự là khá là tương tự, là ở vùng 19.8 cho tới vùng 20 chấm 6 hay 1.7 là một cái nền hỗ trợ tương tự của nó luôn. Thế thì cách đi cách đánh ra cũng gần gần giống như nhau thôi. Bây giờ đang đỡ vùng 22.4. Nếu mà nó quay trở lại vùng 22 nè, là 21.7 nè, trong khoảng đó chúng ta có thể nhặt trước cũng khoảng 7% nắp thôi, theo cơ cấu tỷ trọng mà mình có chia sẻ với anh chị nha. Là một mã 20% thì ta chia lấy 1/3 thôi là khoảng 7%. Đó, lấy trước. Nếu mà nó dám quay lại dùng 20.3, 20.5 chúng ta còn nhặt thêm một phần được luôn. Bởi vì chúng ta có cái vùng hỗ trợ khá là chắc chắn. Chỉ khi nào nó mất dùng giá 19 chúng ta mới hạ tỷ trọng thôi, bởi vì nó khá là yếu. Còn bây giờ cứ trên dùng giá 20 là chúng ta vẫn còn cái kê cao gối mà ngủ. Và còn phần còn lại khi nào ổn định rồi, tích lũy đủ rồi, vượt hẳn vào dùng giá 23 luôn, chúng ta gia tăng phần cuối cùng. Thì mục tiêu con này cũng như cái con trước thôi, mục tiêu của nó cũng khoảng là 25%, tức là đâu đó chúng ta sẽ đi được thêm từ vùng giá 23 này thì chúng ta sẽ đi được thêm khoảng chừng 5 giá nữa là khoảng vùng giá 28. 28. Mục tiêu chúng ta nha, mục tiêu chúng ta sẽ là vùng giá 28 29 cho tới cuối năm. Nếu mà cái thanh khoản thị trường cứ ổn định như thế này và xu hướng của thị trường chung còn đi lên thì chắc chắn dòng chứng khoán sẽ chạy đi tiếp. Chờ đợi đâu đó chúng ta của dòng chứng khoán trung bình một con là cũng từ 18 cho tới khoảng 25% trong không ít đâu, 25% đó, thì cũng đừng bỏ quên, nên bỏ qua dòng này nhé, dòng hưởng lợi chung thị trường mà. Còn các yếu tố tiền tệ vĩ mô mà vẫn còn đang giữ vững như thế thì dòng chứng khoán vẫn sẽ là cái dòng ta không thể bỏ qua. Thì hy vọng thì cái clip này sẽ mang đến một cái ích lợi gì đó, và nếu mọi người thấy hay thì hãy like share, nếu có cần liên hệ thêm thì cái liên hệ số điện thoại mình để bên dưới, còn nếu mà có ý kiến gì thêm thì hãy cho mình thêm cái ý kiến bằng cách comment nhé. Ok, hy vọng là mọi người sẽ comment những cái kiến thức mới để mình sẽ được học hỏi và bán gì thêm. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong ý tưởng đầu tư lần tới nữa nha. Bye, peace.